dạy con. Bài dạy con này cũng là bài mình dạy ngũ uẩn trong tự thân mình. Với trí tuệ đã được tu tập, mình dạy, mình hướng dẫn, mình dẫn dắt ngũ uẩn hướng vào trong cái chiều hướng sống theo pháp, thực hành pháp và tùy pháp. Con xin chia sẻ với chúng ta một chút xíu về bài dạy con. Bài dạy con này ban đầu con làm để dạy các con cháu ở trong nhà. Nhưng mà sau đó con đã phát triển thành một cái bài dạy con một cách đúng pháp, theo đúng lời Phật dạy. Và dạy con đây để cho con trở thành một bậc đi vào trong hàng thánh chúng để thử Phật. Và bây giờ khi mình học ngũ uẩn thì bài dạy con này cũng là bài dạy ngũ uẩn, dạy mình cách tu hành. Bài dạy con này bây giờ cũng là một bài kim chỉ nam, chỉ dẫn cho mình những cái cách sống, cách tu hành của một người tu. Vì khi con phát triển bài này thành một bài hoàn chỉnh cho một người tu, hướng dẫn một người tu trong một sự tu tập hoàn chỉnh, hoàn hảo, một sự dẫn dắt chỉ dạy thân tâm mình một cách hoàn chỉnh, hoàn hảo trong cái sự tu tập để mà trở thành một con người chân chánh. Con đã để tâm và suy nghĩ tất cả những cái gì mà mình cần phải dạy con mình, cũng như mình cần phải dạy dỗ thân tâm của mình. Mình cần phải dẫn dắt thân tâm mình đi vào trong đúng chánh pháp và chánh đạo. Vì vậy con đã xem xét hết tất cả những khía cạnh cần phải nói, cần phải nhắc nhở, cần phải chỉ dạy thân tâm của mình, chỉ dạy những đứa con ngũ uẩn ở trong mình quay về trong chánh pháp, quay về trong chánh đạo. Có thể mình xem thân tâm của mình như là những đứa con của mình, hoặc là ngũ uẩn như là những cái đứa con mà cần phải chỉ dạy. Gọi nó, tạm gọi nó là con là vì nó có mặt, nó hiện hữu trong cuộc đời của mình. Còn không, mình có thể xem đây là dạy thân tâm của mình. Đầu tiên hết là một cái sự nhắc nhở, nhắc nhở các con của mình về một cung cách sống nhẹ nhàng. Sống nhẹ nhàng, không có thô thiển, sống bình tĩnh. Nhắc cho các con nhìn cuộc sống một cách nhẹ nhàng, không có quá chấp trước, quá nặng nề trong cuộc sống. Thành ra câu đầu tiên rằng là sống nhẹ nhàng, các con thương mến. Nhẹ nhàng thôi, trong cuộc sống của mình, mọi thứ mình nhìn một cách nhẹ nhàng thôi.
sống nhẹ nhàng và trầm tĩnh nha con. Sống nhẹ nhàng thì mình mới có một nơi tâm trầm tĩnh được. Mình sống hôn mê, dính mắc chấp trước quá nhiều, mình không có một nội tâm trầm tĩnh được. Mình sống dính mắc trói buộc quá nhiều, mình không có một cái nội tâm trầm tĩnh được. Thành ra việc gì cũng phơn phớt, cũng xem nhẹ nhàng thôi. Đừng quá nặng nề trong cuộc sống, đừng quá nặng nề đối với nhau. Vì mọi chuyện là vô thường, mọi chuyện là vô thường. Cho nên từ từ, bình tĩnh, nhẹ nhàng. Không có gì quá gấp rút, quá vội vã trong cuộc sống. Nhẹ nhàng, bình tĩnh và trầm tĩnh để nhìn nhận cuộc sống, để đón nhận cuộc sống, để sống trong cuộc sống. Thành ra đó là được câu đầu tiên. Câu đầu tiên nhắc liền làm cho mình dừng lại cái tâm dao động của mình. Tâm mình đang dao động, tâm mình đang hôn mê, tâm mình đang tham sân si, tâm mình đang bản ngã. Thì cái câu sống nhẹ nhàng này làm cho tâm mình nhẹ lại, dịu lại, chậm lại, bình tĩnh lại. Không hôn mê dao động tiếp tục trong cuộc sống, mà bình tĩnh lại để lắng nghe, để nhìn lại. Đó là ý nghĩa của câu đầu tiên, là câu sống nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng các con thương mến. Bớt tham lại, bớt sân lại, bớt dao động lại, bớt đau khổ lại. Nhẹ nhàng đi. Cái gì cũng vô thường hết, không có gì quan trọng đâu. Sống nhẹ nhàng, trầm tĩnh nha con. Thành ra cái câu đầu tiên là nhắc liền về cái sự trầm tĩnh, nhắc liền về cái sự nhẹ nhàng của nội tâm. Từ đó mới có thể tiếp tục lắng nghe và tu tập. Không có sự trầm tĩnh đâu có tu tập được cái gì. Sống an nhiên, thanh tịnh, nhìn đời. An nhiên, thanh tịnh, nhìn đời. Để cho mình có một cái đôi mắt nhìn cuộc đời bằng một cái sự thanh tịnh. Đôi mắt thanh tịnh mình nhìn ra cuộc đời, thấy cuộc đời đang trộn rộn, đang dao động, đang bất an, đang dục ái, hôn mê ở trong đó. Chúng sanh đang hôn mê, chạy theo dục, chạy theo ái, chạy theo vật chất, danh lợi. Thì mình quay về sống với một nội tâm trầm tĩnh, an nhiên, thanh tịnh. Thanh tịnh nhìn cuộc đời, không hôn mê theo cuộc đời, không hôn mê chạy theo đời, mà mình quay về, tâm về trên thân, trú tâm trên thân, định tâm trên thân. Đó là an nhiên thanh tịnh nhìn đời. Và luôn nhớ rằng tâm buông bỏ là tâm hạnh phúc. Câu đầu tiên nó làm cho tâm mình chậm trở lại, chậm trở lại, bớt hôn mê, bớt dao động trở lại. Chậm lại, bình tĩnh lại đi con. Đừng hôn mê, đừng say đắm trong cuộc đời này. Hãy con buông bỏ là con hạnh phúc. Hãy an nhiên thanh tịnh nhìn đời. Không có gì bất an, bức xúc, hối hả, hấp tấp, vội vàng. Sống an nhiên thanh tịnh nhìn đời. Trong cuộc sống này mình hãy tập có một cái nhìn như vậy về cuộc sống.
sống an nhiên thanh tịnh nhìn đời, tâm buông bỏ là tâm hạnh phúc. Sau đó câu thứ hai là sống dung hòa, dung hòa các con thương mến. Tâm đã nhẹ nhàng rồi, đã trầm tĩnh rồi, đã thanh tịnh rồi, thì bắt đầu mới nói về cái sự dung hòa. Dung hòa giữa thương và ghét. Nhờ có cái sự trầm tĩnh, an nhiên thanh tịnh, bắt đầu mình mới có thể dung hòa với thương và ghét. Tập một cái tâm dung hòa, sống dung hòa, thương ghét nha con. Chẳng để tâm nghiêng nặng bên nào. Không có để cho tâm mình nghiêng nặng bên nào. Tâm thân ái, dung hòa tất cả. Tập mình có một cái tâm thân ái, một cái tâm thân mến khả ái với mọi người và dung hòa tất cả mọi người. Tâm tánh của mỗi người là duyên nghiệp, là nhân quả của mỗi một chúng sanh đó. Mình tập hiểu thương và dung hòa và chấp nhận, không có để cho tâm mình dao động trong cái ghét thương, mà tất cả mình sống bằng một cái tâm thân ái, dung hòa đối với tất cả, hiểu thương đối với tất cả. Một cái cách sống thứ ba mà một người tu cần phải tu tập, đó là sống chân thành. Trong cuộc sống phải tập sống chân thành. Các con thương mến, sống chân tình, chân nghĩa nha con. Chân tình, chân nghĩa nha con. Sống có nghĩa, có tình. Sống hành xử đúng pháp, có nghĩa, có tình. Sống theo pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy. Sống thật lòng, thật dạ với đời. Tức là sống chân thành, chân thật, sống hết lòng. Sống hết lòng với mọi người, sống hết lòng trong đạo tràng. Sống hết lòng trong lao tác, sống hết lòng trong sự tu tập. Chân thành, chân thật. Sống chân thật là được chân hạnh phúc. Khi mình sống chân thành, chân thật, hết lòng, hết lòng, hết dạ, thì mình được chân hạnh phúc. Đừng sống nửa vời, đừng có sống ích kỷ, đừng sống giả dối. Sống giả dối, sống không chân thật, sống như vậy sẽ không có được một hạnh phúc thật sự. Không có được một hạnh phúc thật sự. Không có được một sự quý mến, thương yêu, kính trọng thật sự của mọi người. Thành ra sống chân thật thì được chân hạnh phúc. Tiếp nữa là sống dễ thương. Nhắc trong từng khía cạnh một. Bài này là một cái sự nhắc nhở con, dạy dỗ người tu, dạy dỗ thân tâm của mình. Trong từng khía cạnh, từng cái điểm nhỏ. Sống phải nhớ như vậy nha con, nhớ người khác nha con. Không có để một cái điểm nào mà bị bỏ sót, không được chỉ dạy, không được dẫn dắt, không được hướng dẫn tu tập. Thành ra mình đọc từ từ,
từ từ rồi mình chiêm nghiệm, mình nhâm nhi coi coi mình bị thiếu phần nào. Lâu nay trong sự tu tập thân tâm của mình bị thiếu phần nào? Mình sống có dễ thương không? Mình sống có khả ái với mọi người hay không? Mình phải nhìn nhận lại coi mình có hay không. Tâm dễ thương, dễ dãi, hiền lành. Tâm nhu hòa, hiền thuận, hiền ngoan. Tâm quyển chuyển, người người thương mến. Khi mình sống bằng một cái tâm dễ thương, một cái tâm dễ dãi, hiền lành, một cái tâm uyển chuyển, biết lắng nghe, thì tâm như vậy người người thương mến. Không có ương ngạnh, cứng đầu, cứng cổ, khó dạy, khó bảo. Nói một câu là chống đối một câu, nói một câu là sân hận một câu, nói một câu là bực bội một câu. Tâm như vậy là không có dễ thương. Tâm như vậy là tâm khó ưa. Mình coi coi mình có cái tâm như thế nào. Hãy mình thấy cái tâm mình chưa được dễ thương, thì mình hãy tập làm sao cho cái tâm mình dễ thương. Sống làm sao mà cho dễ thương. Tâm uyển chuyển, người người thương mến. Mình lắng nghe cái gì cũng vậy, mình nghe bằng một cái tâm hiền ngoan, hiểu thương, uyển chuyển, biết thông cảm với mọi người. Tâm uyển chuyển, người người thương mến. Rồi tiếp tục dạy mình là sống khiêm tốn. Sống khiêm tốn, các con thương mến. Tránh khen mình và tránh chê người. Mình thấy nhắc nhở kỹ rồi không? Mình ra đọc cái bài này cũng là một cái bài kiểm điểm là bản thân mình. Kiểm điểm là bản thân mình, xem xét là bản thân mình. Nhắc nhở mình trong mọi góc độ, mọi khía cạnh của một người tu. Bài này dạy con để trở thành thánh hiền, thánh nhân. Để trở thành thánh đệ tử. Thành ra từng cái phần trong đây là những sự nhắc nhở mình trong cái sự tu học. Tránh khen mình và tránh chê người. Tránh tài lanh và tránh dạy đời. Sống như vậy, tránh nhiều tai họa. Để mình hay nói quá. Mình hay khen mình chê người, mình hay dạy đời. Thì sao? Mình dễ gặp tai họa, dễ bị người ta ghét. Thì người ta ghét rồi sao? Người ta tìm cách, người ta đâm mình sau lưng, người ta chơi mình sau lưng. Thành ra mình gặp tai họa. Cần phải mà mình sống một cách khiêm tốn, ẩn mình. Thông minh, khôn ngoan, hiểu biết nhưng ẩn mình. Khi nào được hỏi mới nói, khi nào được mời mới nói. Không có tự động mà bao qua khoác lác cái miệng của mình. Bao qua khoác lác cái miệng của mình, ta ghét mình. Ta ghét mình thì mình dễ gặp tai họa đó. Dễ gặp phiền não, dễ gặp bất an, dễ gặp mệt mỏi. Thành ra sống khiêm tốn, các con thương mến. Nếu như mình muốn tránh nhiều tai họa thì mình phải tập một cái tâm khiêm tốn, ít nói. Tránh tài lanh và tránh dạy đời. Sống như vậy, tránh nhiều tai họa. Xong rồi tới tiếp tục nhắc nhở, sống có ý tứ. Sống ý tứ, các con thương mến. Ý tứ như thế nào? Là phải chánh niệm khi đi đứng ngồi nằm. Chánh niệm khi đi đứng ngồi. Nhắc nhở từng chút ngọt. Mắt ngó ngay, cử chỉ trang nghiêm. Tránh vung vẩy, tay chân bừa bãi. Đây là nhắc về tu tập ở trong tứ niệm xứ thôi. Sống như vậy được gọi là sống có ý tứ, sống có chánh niệm,
Sống có nhớ biết quán sát thân tâm của mình, sống hộ trì các con thương mến, hộ trì thân khẩu ý nha con. Vậy là có chánh tinh tấn chưa? Có chưa? Hồi nãy có chánh niệm, bây giờ có chánh tinh tấn nè. Hộ trì thân khẩu ý nha con, sống cẩn ngôn, thận trọng, khiêm nhường, sống khiêm hạ, hộ trì ba nghiệp. Có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp đúng rồi. Nhắc nhở mình quay về trong chánh đạo, dẫn mình quay về sống ở trong chánh đạo. Thành ra mình phải coi lại coi mình có hộ trì các căn chưa, có hộ trì ba nghiệp chưa, có cẩn ngôn thận trọng, cẩn ngôn thận trọng, khiêm nhường, khiêm hạ, hộ trì ba nghiệp. Sự nhắc nhở rất là cặn kẽ. Bài này hầu như là ruột gan, xương máu, tim tủy gì đó của người mẹ môi ra hết để chỉ dạy, để nhắc nhở, để dẫn dắt con mình đi vào trong con đường chân chánh rực sáng của một người chân chánh. Bài này là trái tim của người mẹ dạy con, mà dạy từng cái chi tiết, từng cái điểm, không có bỏ sót bất cứ một chỗ nào mà có mặt trong đời sống của con mà mẹ không nhắc nhở. Nhắc nhở trong từng chi tiết một trong cái sự tu tập, sự tu hành cũng như trong đời sống. Từng điểm là một tấm lòng, là một tấm lòng, là trái tim, là trái tim của người mẹ, xương tủy của người mẹ trong đó. Sống hiểu biết các con thương mến, sống hiểu duyên nghiệp. Hiểu hai thứ là hiểu nhân duyên và hiểu nghiệp, nghiệp lực, nghiệp quả của mình và người. Sống như vậy là sống hiểu biết, sống hiểu duyên nghiệp của chúng sanh, của mình, người, của chúng sanh. Sống như vậy không buồn, không giận. Nếu mình sống mà mình không hiểu duyên nghiệp, mình dễ sanh buồn giận lắm. Người ta lỡ làm cái này, lỡ nói cái kia, lỡ sai lầm cái nọ đó với mình, mình không nhìn ra được nhân duyên, mình không nhìn ra được nhân quả nghiệp báo của người. Người có một cái nhân duyên như vậy, có một cái tập khí tánh tình như vậy, cho nên mới lỡ ăn nói như vậy. Bây giờ mình giận, mình hờn là mình sai rồi. Hay người có một cái nhân duyên như vậy, có một cái nghiệp lực nó dẫn dắt đến như vậy, và người lỡ có những cái sai lầm như vậy xảy ra, mình thấy mình biết, mình hiểu, mình thương, chứ mình không có hờn, không có giận, không có trách, không có nói sao người làm vậy, sao người làm khác chị hết. Mà mình hiểu tất cả là có nhân có duyên, duyên của từng hoàn cảnh, duyên của từng môi trường, và có một cái nghiệp lực riêng của từng người ở trong đó. Chuyện gì xảy đến với mình, hay chuyện gì xảy đến với người, hay chuyện gì người hành xử đối với mình, mình đều nhìn thấy cái điều đó hết. Có nhân có duyên, người mới làm như vậy, người mới nói như vậy, người mới hành động như vậy, người mới đau khổ như vậy. Hiểu như vậy rồi, sống hiểu duyên nghiệp thì mình sẽ sao? Không buồn, không giận. Mình sống mà không hiểu nhân duyên, không hiểu nhân quả, không hiểu nghiệp báo của mình và của chúng sanh, thì mình dễ sanh cái tâm là buồn, giận, trách móc, phiền não trong nội tâm của mình.
Sống như vậy là sống không hiểu biết. Còn sống hiểu biết là mình phải hiểu được nhân duyên nghiệp quả. Sống tha thứ, các con thương mến. Tha thứ, các con thương mến. Mình dạy cho con mình dạy cho tâm mình. Phải biết tha thứ. Tha thứ cho mình. Tha thứ cho người. Tha thứ cho cuộc đời. Khi có những cái lỡ lầm, những cái sai lầm đã lỡ làm rồi, đã xảy ra rồi, trong vô minh, trong hôn mê, trong si ám, trong nhân duyên, trong môi trường, trong nghiệp lực nào đó, chuyện đã lỡ xảy ra rồi thì thôi phải biết tha thứ. Chuyện đã lỡ xảy ra rồi thì thôi phải biết tha thứ. Tha thứ cho mình, tha thứ cho người, tha thứ cho cuộc đời này. Phải biết tha thứ, phải biết mở rộng lòng ra, mà hiểu, cảm thông với nhau, tha thứ cho nhau, tha thứ cho nhau. Tha thứ người là tha thứ mình, tha thứ đời là tha thứ ta. Tha thứ cho người chính là tha thứ cho mình. Tha thứ cho cuộc đời này chính là tha thứ cho ta. Chính duyên nghiệp, duyên và nghiệp làm ra khổ đó. Cái đau khổ của mình ngày hôm nay là do nhân duyên, nghiệp lực, nghiệp quả. Ở trong vô minh, trong hôn mê, trong si ám thì thôi mình đã đau khổ rồi. Mình đã chịu đựng nhiều đau khổ, nhiều trai rứt, nhiều dằn vặt, nhiều bất an, nhiều hối hận, nhiều dao động, nhiều nước mắt lắm rồi. Bây giờ hãy tha thứ cho mình đi. Đừng dằn vặt mình nữa, đừng làm khổ mình nữa. Đừng tiếp tục làm khổ mình nữa, mình khổ lắm rồi. Tha thứ cho mình đi. Đừng buồn phiền, đừng quán trách nữa. Chuyện đã qua, quá khứ đã qua, không thể làm lại quá khứ, không thể viết lại quá khứ. Thì thôi hãy chấp nhận đi. Hãy chấp nhận đi, hãy bỏ qua đi. Và sống vực dậy, vươn lên ngay trong hiện tại này. Vực dậy, vươn lên ngay trong hiện tại này. Đừng tiếp tục chìm đắm trong phiền não và khổ đau. Hãy vực dậy và vươn lên ngay trong hiện tại này. Mạnh mẽ vực dậy, vươn lên ngay trong hiện tại này. Mạnh mẽ bước qua quá khứ. Mạnh mẽ bước qua quá khứ. Vực dậy, vươn lên ngay trong hiện tại này. Hãy tha thứ cho quá khứ đi. Tha thứ cho quá khứ đi. Tất cả đã đi qua, tất cả đã chết rồi. Và hãy sống vực dậy, vươn lên ngay trong thực tại này. Nỗ lực bắt đầu khởi hành sự nghiệp tu hành chân chánh của mình ngay trong giáo pháp này. Mình vẫn đang có cơ hội, mình vẫn đang có cơ duyên bước lên trên cái chiếc thiện bát nhã này. Vì vậy hãy tha thứ cho quá khứ. Hãy vực dậy và vươn lên ngay trong hiện tại này. Tranh thủ bước lên trên cái chiếc thiện bát nhã này. Hãy tha thứ cho tất cả. Tha thứ cho tất cả. Thầm nói với trái tim của mình, thầm nói với cảm thọ của mình. Ta tha thứ cho ngươi, ta tha thứ cho ngươi đó. Ta tha thứ cho ngươi đó. Ngươi hãy giải tỏa đi, ngươi hãy tan biến đi.
ngươi hãy đừng sầu khổ nữa nha. Tất cả đã qua, đã chấm dứt và đã kết thúc rồi. Ta tha thứ cho người đó. Tha thứ cho người là tha thứ cho mình. Tha thứ cho những cảm thọ đau khổ trong mình. Tha thứ cho những sự uất ức ở trong mình. Tha thứ cho những sự chịu đựng ở trong mình. Tha thứ cho những gai rứt ở trong mình. Tha thứ cho người là tha thứ cho mình. Chính là tha thứ như vậy đó. Tha thứ cho sự gai rứt trong lòng mình. Chính là tha thứ cho người. Là tha thứ cho mình. Tha thứ cho đời. Là tha thứ cho ta. Chính duyên nghiệp làm ra khổ rồi. Hãy tha thứ. Tha thứ cho nhau đi. Tha thứ cho sự đau khổ trong lòng mình đi. Đừng dằn vặt nó nữa. Đừng hành hạ nó nữa. Đừng đai nghiến nó nữa. Đừng làm nó phải tiếp tục đau khổ nữa. Những cảm thọ đau khổ trong mình, hãy tha thứ cho nó đi. Tha thứ cho nó đi. Đừng tiếp tục để cho nó phải khổ đau nữa. Ta tha thứ cho ngươi đó, hãy những cảm giác khổ đau. Ta tha thứ cho ngươi đó, hãy những cảm giác gai rứt dằn vặt. Ta tha thứ cho ngươi đó, hãy những cảm giác phiền não trong lòng. Ta tha thứ cho ngươi đó. Tha thứ rồi mới biết yêu thương. Sống yêu thương, các con thương mến. Sống thương mình và sống thương người. Thương muôn loài, thương mọi chúng sanh. Sống với một tâm thương rộng lớn. Tha thứ cho tất cả. Tha thứ cho những nỗi khổ đau. Thông cảm cho những nỗi khổ đau. Đừng để cho những nỗi khổ đau tiếp tục đau khổ hành hạ trong lòng mình. Hãy tội nghiệp nó, hãy thương xót nó, hãy thương cảm nó. Nó đã quá đau khổ rồi, nó đã quá dai dứt, gai rứt dằn vặt rồi, nó đã quá tự hành hạ nó nhiều rồi. Hãy thương cảm nó, hãy thông cảm với nó. Sống thương mình và sống thương người. Thương muôn loài, thương mọi chúng sanh. Sống với một tâm thương rộng lớn. Thương tất cả những chúng sanh trên cuộc đời này. Vì hôn mê, vì vô minh, vì không hiểu biết, vì thiếu trí tuệ, vì không được dẫn dắt, không được chỉ dạy bởi những người mẹ trí tuệ. Họ đã sống trong lầm lạc, sống trong khổ đau, sống trong nước mắt. Phải nhận lãnh những hậu quả ê chề trong khổ đau và nước mắt. Nếu có hiểu biết, nếu có trí tuệ, nếu được dẫn dắt bởi những trái tim có trí tuệ, chúng sanh đã không lầm lạc như vậy, đã không sai lầm như vậy, và rồi đã không phải chịu những đau khổ nhiều như vậy. Tập hiểu và thương muôn loài, hiểu và thương muôn loài chúng sanh. Sống không giận các con thương mến. Thương không có giận, không có giận hờn, không có trách móc. Những chúng sanh vô minh và đau khổ trên cuộc đời. Sống không giận các con thương mến.
sống bao dung vạn vật trên đời, sống bao dung như đất và trời, sống rộng lượng như trời và đất. Tập một cái tâm rộng lớn như trời đất này, bao dung tất cả, thương yêu tất cả, không giận không sân đối với tất cả. Sống bao dung vạn vật trên đời, sống bao dung như đất và trời, sống rộng lượng như trời và đất. Hãy tập cho tâm lượng của mình lớn lên, rộng lên, bao dung rộng lớn lên, bao la rộng lớn lên, không chật hẹp, không nhỏ nhặt, không ích kỷ, không hẹp hòi, không khó chịu đối với nhau, hiểu nhau và bao dung nhau, cũng như là bao dung cuộc đời này. Sống kham nhẫn các con thương mến, kham nhẫn thân lạnh nóng đối đau. Phải tập kham nhẫn, khi lạnh, khi nóng, khi đói, khi đau, tập kham nhẫn đối với lại thân này, không để cho mình bức xúc, bực bội theo những cái sự bức xúc của thân. Tập cho mình biết kham nhẫn đối với thân, không để cho lòng sân của mình sanh khởi. Dạy mình biết kham nhẫn, biết chấp nhận, biết chịu đựng. Không phải lúc nào cũng dễ dàng khởi lên sự bực bội khi mà thân có những cái khó chịu mày khác, lạnh nóng, đói đau. Biết kham nhẫn, biết chấp nhận, biết chịu đựng. Phải tập cho mình sự kham nhẫn, sự chịu đựng trước những cái cảm thọ thuộc về thân. Kham nhẫn những cái tâm dục, ái, giận, hờn. Khi nào tâm bực bội, tâm sân hận sanh khởi, tâm có dục sanh khởi, tâm có ái sanh khởi, phải biết kham nhẫn, phải biết nhiếp phục. Không hôn mê, thả lỏng, chạy theo những cảm giác, cảm xúc của thân và của tâm. Kham nhẫn thân lạnh nóng đói đau, kham nhẫn tâm dục ái giận buồn. Biết kham nhẫn những cái giận hờn, những cái buồn phiền, phiền não trong mình. Phải nhiếp phục, phải chế ngự những cái cảm xúc khó chịu, bức bối về thân tâm của mình. Phải biết kham nhẫn, biết nhiếp phục, biết chế ngự chút. Các bậc thánh vẫn thường kham nhẫn. Các bậc thánh, các ngài vẫn thường kham nhẫn những cảm xúc bức xúc thuộc về thân và những cảm xúc bức xúc thuộc về tâm. Không phải chuyện gì cũng vậy, mình bực bội cái là mình phải nói lên cho nó đã cái mồm, cái miệng của mình. Khi bực phải biết kham nhẫn, biết chịu đựng, nhìn lại cái bực của mình, sau đó nhận diện cái nhân duyên, sau đó là tự mình nhiếp phục những cái cảm xúc bực bội, những cái cảm xúc bốc lửa, những cảm xúc hừng hực ở trong tự thân của mình. Phải biết nhiếp phục tự thân của mình, đó được gọi là kham nhẫn. Không buông lỏng, không trôi nổi trong những cái cảm xúc thuộc về thân và thuộc về tâm. Sống biết sợ các con thương mến, biết sợ quê, sợ nhục, sợ sai. Tập cho mình sống phải có tạp quý, biết sợ hãi, biết xấu hổ khi mình có những lỗi lầm, những sai lầm trong lời ăn, tiếng nói, hành động, suy nghĩ của mình. Phải biết xấu hổ, không có để cho mình trơ trơ, không có để cho mình trơ trơ, không có biết xấu hổ. Sai thì sai vậy thôi, không biết xấu hổ, không biết mắc cỡ, không có hướng tâm,
nhiếp phục mình, sửa chữa con người mình, điều chỉnh con người mình. Khi nào mình thấy cái tâm mình trơ trơ, không xấu hổ mắc cỡ, mình phải tập. Tập biết xấu hổ, biết mắc cỡ, biết quê, biết nhục. Phải biết quê, biết nhục và nỗ lực nhiếp phục thân tâm mình. Không có để cho mình tiếp tục những cái sai lầm, những cái sai phạm như vậy nữa. Sống biết thẹn, các con thương mến. Biết ngại ngùng, xấu hổ khi sai. Biết sợ rồi biết thẹn. Biết ngại ngùng, xấu hổ khi sai. Không ngông nghênh, ngã mạn, cứng đầu. Khi sai trái, bị người phát hiện. Khi sai trái, bị người phát hiện. Phải biết thẹn, biết ngại ngùng, biết xấu hổ. Không ngông nghênh, ngã mạn, cứng đầu. Sống như vậy là tệ lắm, sống như vậy là xấu lắm. Sống biết nghe các con thương mến, biết nghe lời các bậc thánh hiền, biết nghe kinh, nghe pháp, nghe tâm, nghe được cái tâm của mình, nghe cái ngấm ngầm đang hoạt động trong nội tâm của mình. Đó được gọi là sống biết nghe. Biết lắng nghe, nghe lời các bậc thánh hiền, nghe kinh, nghe pháp, nghe tâm, nghe cái ngấm ngầm đang hoạt động. Sống biết mình, các con thương mến, biết mình còn tập khí thế nào, biết tánh mình hay dở ra sao, khéo tự xét và điều chỉnh nó. Phải biết mình, phải biết tập khí của mình, tánh tình của mình hay dở ra sao, phải biết. Thành ra vì vậy mà con mới mời chúng ta là mỗi ngày phải ghi lại tập khí của mình, để nhắc mình, biết mình, những cái tập khí của mình. Mình không biết tập khí của mình sao mình tu, sao mình nhiếp phục được. Thành ra việc ghi lại tập khí là phải nỗ lực thực hành mỗi ngày. Tu mà không ghi tập khí tức là không nhìn ra tập khí của mình, không có biết được những cái hay cái dở của mình, những cái điểm tệ của mình như thế nào, những cái điểm đen của mình là gì. Không thấy, không biết thì sẽ không có một cái sự nỗ lực quyết tâm nhiếp phục chúng. Thành ra trong cái tu, điểm quan trọng, một trong những điểm quan trọng là phải biết mình, biết tập khí của mình. Người tu mà cứ nói chuyện trên trời với biển không à, tập khí của mình không đả động đến mà cũng không thấy biết nữa thì không bao giờ tu hành được. Thành ra vì vậy mà sống phải biết mình, rồi sống biết người, các con thương mến. Mình phải biết người nữa, biết người tốt xấu, dữ hay hiền. Mình biết cái người mình chơi là người tốt hay người xấu, người dữ hay là người hiền. Biết người xong rồi phải biết mình còn yếu kém như thế nào, yếu kém tham sân như thế nào. Biết người, biết mình rồi thì nên tránh mực đen bạc xấu. Thành ra đừng nghĩ mình hay, đừng nghĩ mình gần người này người kia để mình giáo hóa, mình chỉ dạy họ. Nếu mà họ có quá nhiều những cái tập khí xấu bất thiện mà mình thì còn yếu, thành ra ở gần thời gian rồi bị người ta dẫn đi luôn mà. Thành ra biết mình còn yếu kém như thế nào, tham sân như thế nào thì nên tránh mực đen bạn xấu. Sống biết đủ, các con thương mến. Biết hài lòng với cái hiện tiền, không đảo điên miên mãi chạy theo những thứ khổ vô thường vô ngã. Nhắc mình quay về coi mình đã có biết đủ hay chưa. Khi mình biết đủ thì đời sống của mình có an lạc, có hạnh phúc. Còn sống mà không biết đủ thì khó lòng mà có an lạc được. Rồi, sống biết cho, biết đủ, biết cho, biết mình, biết người. Sống giới hạnh, sống thiền định, sống trí tuệ.
đưa thân tâm mình vào trong một cái đời sống giới định tuệ mà Đức Phật đã chỉ dạy. Thấy nhắc nhở vậy quá đầy đủ không ạ? Xong rồi sống biết buông bỏ nữa. Bỏ đúng sai, được mất hơn thua. Bỏ chê khen thương ghét ở đời. Các bậc thánh đã từ bỏ chút. Các bậc thánh đã từ bỏ những cái đúng sai, được mất hơn thua trên cuộc đời này. Bỏ những cái sự dính mắc vào trong những cái chê khen thương ghét ở trong đời. Các bậc thánh đã từ bỏ những cái tâm dính mắc, những cái kiết sử đối với lại cuộc đời này. Sống thoát ra các con thương mến, thoát khỏi tâm hôn ám hôn mê, thoát khỏi tâm lơ lửng vật vờ, sống tỉnh giác như trời rực nắng. Anh nói khi nào mà bị hôn trầm phải nhớ câu này, phải thoát ra, không để cho mình ở trong cái hôn mê hôn ám vật vờ. Sống tỉnh giác như trời rực nắng. Đọc cái câu này lên nhắc nhở nội tâm mình tắt ý thật là mạnh vào. Và con thấy chú Trí Hòa hình như nhớ cũng nhiều lắm phải không? Khi chú hôn trầm chú tắt ý, chú nhớ những câu này chú tắt ý mạnh và chú ra được cái khỏi cơn hôn trầm. Sống mạnh lên, mạnh lên. Các con thương mến, sống thân tâm mạnh mẽ, kiên cường. Thân tâm mạnh mẽ, kiên cường. Khi ngồi hôn trầm là đọc mấy câu này lên là nhắc nhở mình. Sống mạnh lên. Trong tâm mình phải thét lên như vậy, mạnh lên. Không có được mà hôn mê, giật giờ, giật dưỡng. Sống thân tâm mạnh mẽ, kiên cường. Sống thân tâm minh mẫn, tinh anh. Sống vực dậy, thân tâm phải khỏe mạnh lên. Sống vui lên. Nhắc nhở mình phải sống vui. Khi được tu tập trong đạo tràng như thế này, mình phải sống vui lên, hạnh phúc lên, hân hoan lên, hoan hỷ lên. Làm cho tâm mình phấn chấn lên, hỷ lạc trong mình sanh khởi lên. Mình cũng đẩy phá được cái trạng thái của hôn trầm. Sống vui lên các con thương mến. Vui vì con giới hạnh quan hiền. Vui vì con đã biết vươn lên để sống với một đời sống đẹp. Thành ra mình đắc ý, mình về, mình được tu tập trong một đạo tràng hiền thiện như thế này, hướng thượng như thế này, tâm mình hoan hỷ hạnh phúc. Đắc ý mình phải vui lên, hạnh phúc lên. Không có để cho mình sống ở trong phiền não, sống ở trong vật vờ vật lượng, sống ở trong hôn mê. Không có để mình sống như vậy. Để làm cho thân tâm của mình mạnh mẽ, tinh tấn lên, hỷ lạc lên, hân hoan lên. Như giác từ hôm nay, thấy giác từ tác ý về bảy giác chi rất là hay, tốt đó. Thực hành như vậy đó. Đang hôn mê gì hay đang nhập giờ ngồi chút xíu, trạch pháp giác chi đâu? La lên cái, trạch pháp giác chi đâu? Nhìn lại thấy liền cái tâm thọ tưởng hành đang như thế nào rõ lên. Hỷ giác chi xuất hiện. Giác từ kêu cũng mạnh mẽ lắm. Như vậy đó, thực hành tu tập đó. Người đang không có rõ ràng chánh niệm tỉnh giác, không rõ ràng niệm nhất chi đâu xuất hiện cho ta coi. Niệm nhất chi ra rồi cái là bắt đầu là có trạch pháp giác chi xuất hiện. Trạch pháp giác chi xong rồi tinh tấn đâu? Tinh tấn đâu? Kêu cái người mình thấy nó có một cái sức mạnh, một cái sự tinh tấn nó sinh khởi lên. Thực hành áp dụng như vậy đúng không? Đó là vận dụng bảy giác chi đó. Nhưng mà còn chưa khéo vận dụng những cái giác chi về sau. Nhưng mà như vậy là tốt rồi. Chứ vận dụng rất là hay. Chứ kêu niệm giác chi đâu xuất hiện. Sau đó là thấy cảnh pháp giác chi. Kêu như vậy đó. Vì mình kêu tất cả các pháp ở trong mình nó theo đúng cái pháp lệnh đó, nó xuất hiện. Thành ra cái thực hành bảy giác chi là để cho mình ứng dụng trong sự tu học của mình.
Và bảy giới chi là cái phải được vận hành trong đời sống tu hành của mình. Nó không phải là pháp nằm ở trên bàn thờ. Thành ra khéo biết, khéo vận dụng nó là rất tốt. Thành ra khi mình sống trong sự tu tập phương pháp này, nhớ câu này: khi nào cái tâm mình không có hoan hỷ, không có vui, nhắc mình sống vui lên. Sống vui lên các con thương mến. Nhìn mấy cái thần ngũ quẩn ở trên mình nữa, mình nhắc nhở nó sống vui lên. Ngũ quẩn không có được buồn, sắc thọ tưởng hành thức không có được buồn. Sống vui lên, vui vì con giới hạnh quan hiền. Từ nay các con đã sống trong một cái đời sống giới hạnh quan hiền rồi. Có thể trước đây các con sai lầm, các con phạm lỗi, các con phạm tội, nhưng từ bây giờ đã đưa mình vào trong đời sống giới hạnh rồi, thì mình phải vui lên. Vui vì con đã biết vươn lên để sống với một đời sống đẹp. Tác ý để cho mình vui lên. Không có gì để buồn phiền, để phiền não ở cái môi trường này hết. Môi trường này không phải là môi trường cho phiền não sống được. Môi trường này là môi trường cho những hỷ lạc hiện tại lạc trú. Môi trường này là môi trường của những niềm vui của các bậc thánh đệ tử. Tác ý hạnh phúc vì mình đã được về một môi trường như vậy, được sống trong một môi trường như vậy, một đạo tràng như thế này, được tu tập như thế này, tập cho mình vui lên, không có để cho mình sống trơ trơ trong phiền não. Mình nhớ nha, ở đây thường xuyên tác ý cho mình sống trong niềm vui, trong hỷ lạc, trong hiện tại lạc trú, chứ không phải là hiện tại trơ trơ trú. Nhớ không? Đây là hiện tại lạc trú. Hiện tại sống vì mình biết mình đang có một đời sống, mình đang tập ly dục, ly những pháp ác bất thiện. Mình đang tập ly từ từ. Mình đang tập, mặc dù mình chưa làm được hoàn hảo, nhưng mà mình đang tập. Cho nên cho mình có niềm vui, tác ý hạnh phúc vì được tu tập trong một đạo tràng như vậy. Cho nên lúc nào cũng phải là lạc trú. Nhớ cái chữ lạc trú không? Lạc trú là trú trong sự an lạc, trú trong hỷ lạc, chứ không phải là trơ trơ trú. Nhớ chưa? Trơ trơ trú thì tu một thời gian chán nản, buồn phiền, mệt mỏi lắm, vật vờ vật vưởng lắm, muốn đi về nhà lắm, tìm dục lạc của thế gian. Thành ra ở đây là phải biết tác ý an trú ở trong hiện tại lạc trú. Đừng để cho những cái tâm hướng ngoại, những cái tâm thèm khát, những cái dục lạc bẩn thỉu của thế gian sanh khởi, xâm nhập và xâm chiếm trong nội tâm của mình. Mình xem dục lạc của thế gian cũng chẳng khác gì dục lạc của con dòi ở trong đống phân. Nó thích đống phân, nó hỉ hê với lại cái đống phân đó. Mình không muốn những cái dục lạc như vậy nữa. Những cái dục lạc nhầy nhụa, sự nhơ nhớp, sự bẩn thỉu. Những cái dục lạc nhầy nhụa, sự vay mượn, sự dính mắc, sự chấp thủ, sự trói buộc. Mình không thích những cái dục lạc như vậy. Mình không thích cái dục lạc trong cảnh dục giới này. Mình không thích cái nhân lạc trong cảnh loài người này. Bây giờ phải tập đi. Tập thích gì? Thiên lạc. Thích hỷ lạc của chư thiên. Thích lạc của chư thiên. Thích thiên lạc chứ không thích nhân lạc. Nhân lạc này mình đã hưởng không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi. Trong phiền não, trong khổ đau, trong nước mắt thôi. Lạc thì ít mà khổ thì nhiều. Bây giờ mình cầu gì? Tịnh cư thiên lạc. Được không? Nhất hướng như vậy đi. Vị nào mong muốn niết bàn lạc, hướng tâm về đó, không thèm ba cái dục lạc bẩn thỉu nhơ nhớp này. Còn không thì hướng tâm về tịnh cư thiên lạc, cái an lạc trong đời sống của chư thiên ở tịnh cư, chư thiên bất lai đó. Không thèm những cái dục lạc thấp hèn bẩn thỉu nhơ nhớp này, không thèm. Không thèm. Tại ý như vậy cái mình thấy mình đang sống ở đây mà như là tôi đang sống ở cõi tịnh cư thiên. Khi tâm mình như vậy, khi tâm mình thật sự là một cái tâm đã rời xa được
cái tham dục ở cõi đời này. Mình sống trong cõi đời này nhưng mình không còn tham dục trong cõi đời này. Mình sống trong cõi đời này nhưng mà mình không còn thèm sân si với lại cái thế giới mà con dòi với đống phân này, không thèm dính mắt, không thèm sân si gì hết. Thì khi đó mặc dù mình đang sống đây nhưng tâm mình đã là tâm sống ở trong tịnh cư thiên lạc rồi. Không dính mắt, không hơn thua, không chấp trước, không nhỏ nhặt với lại những cái sắc thanh hương vị xúc vô thường trên cuộc đời này. Buông xả hết, không còn tham dục, không còn tham ái gì hết, buông xả hết. Tâm mình hướng đến sự buông xả, an trú trong hỷ lạc của ly cái cảnh dục giới này, ly được hoàn toàn cái dục giới này. Sống như vậy, tuy là mình sống ở đây nhưng đời sống của mình là đời sống của chư thiên thanh tịnh. Chứ đâu cần phải chờ mà khi nào mà lên tới trển đâu. Ngay đây mình vẫn có thể có được một cái nội tâm hỷ lạc thanh tịnh, buông xả, không dính mắc, không chấp thủ dục ái đối với lại cuộc đời này, vẫn có thể sống được mà, phải không? Khi thể nhập và an trú rồi trong sơ thiền đã là sống đời sống của chư thiên rồi, sơ thiền rồi, để không có nhiều cái nhân duyên. Thành ra để con chia sẻ thêm sâu sắc cho chúng ta về những cái vấn đề về ở trong bát chánh đạo hay về tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. À, bình thường mình sống mình tắc ý, mình ly dục, mình có cái hỷ lạc, không thèm dính mắc trong những cái dục ăn uống ngủ nghỉ trên cuộc đời này. Mình quan hỷ vì mình không dính mắc như vậy, mình hạnh phúc vì mình không dính mắc như vậy. Đó là mình ở trong cái hỷ lạc của sơ thiền rồi, mình đang tập rồi. Và khi tập như vậy tức là mình cũng đang sống đời sống của chư thiên rồi, tập sống đời sống của chư thiên rồi, phạm chúng thiên, sống đời sống ly dục, ly pháp bất thiện là sống đời sống của phạm chúng thiên rồi. Khi đó mình đi đứng nằm ngồi là đi đứng nằm ngồi giường của chư thiên, chỗ ở của chư thiên chứ không phải là chỗ ở của người phàm tục. Thành ra ngay khi mình đang sống trong cuộc đời này, hãy tập có một đôi mắt sâu sắc về cuộc đời này, về dục giới này, về những cái dục lạc dính mắc trói buộc trong cuộc đời này, mà tâm xả ly cái lòng dục đó ra. Tập sống cho mình có niềm vui, có hạnh phúc, có niềm vui, có hạnh phúc, hoan hỷ với lại trong đạo tràng. Sau này khi con ra đi, con không còn trong đạo tràng, nhưng những vị nào khéo an trú, khéo tu tập trong chánh pháp này, tâm không hướng ngoại, tìm được chân đứng trong thánh pháp này, thì các vị đó sẽ không thể nào rời bỏ đạo tràng này mà ra đi. Được thưởng thức một đạo tràng, một nơi tu tập thánh thiện như vậy, một nơi tu tập chân chánh đúng pháp như vậy, với những con người đang tập, đang hướng thượng vào trong những thánh pháp hiền thiện như thế này, thì buông rời nơi này đi ra ngoài sống với người thế tục làm sao sống được. Cho nên những bậc mà đã thật sự tu được trong chánh pháp này sẽ không bao giờ rời bỏ đạo tràng này mà ra đi. Chỉ những nội tâm lang thang, vất vơ, vất vưởng, đầu đường, xó chợ, hướng ngoại, không an trú được trong pháp, mới tìm cầu phía bên ngoài, mới đi ra ngoài làm cô hồn, làm vong linh ở phía bên ngoài. Còn những ai đã nhiếp phục được nội tâm của mình, tìm được hỷ lạc trong thánh pháp tại nơi này, sẽ không bao giờ bỏ nơi này ra đi. Ra ngoài sống ở lại thế gian phàm tục, thế gian vô minh, thế gian si ám, đâu có sống nổi. Và tâm như vậy là tâm hướng ngoại, là tâm dao động, là tâm bất an, là tâm cô hồn, là tâm không có chỗ trú trong thánh pháp này. Một nội tâm khéo tu tập thì khi được thấy, được biết, được tu tập trong một đạo tràng như thế này
sẽ vô cùng hoan hỷ, vô cùng hân hoan mà không thể nào rời bỏ nơi này. Thế bỏ nơi này đi ra ngoài làm gì tìm được một hội chúng thánh thiện như thế này nữa mà bỏ đi, phải không ạ? Anh ra con mong mình nỗ lực tu tập, nỗ lực thực hành pháp và tùy pháp, duy trì những cái pháp mà đã được con hướng dẫn cho mình tu tập, tiếp tục duy trì, tiếp tục thực hành, cùng nhau nhắc nhở nhau thực hành đúng pháp, đúng pháp, không thêm không bớt gì trong giáo pháp này. Những gì đã được học, đã được hành thì cứ như vậy mà thực hành, ngay trong tứ niệm xứ mà tu tập, vào trong đúng tứ niệm xứ mà tu tập, không được phép sai chạy, thì đạo tràng này sẽ không loạn lên khi con không còn. Đạo tràng này vẫn duy trì được nề nếp của mình khi con không còn. Bám sát sự tu học trong những pháp đã được học, bám sát vào trong tứ niệm xứ mà thực hành, an trú tâm vào trong bát chánh đạo, trong tứ thánh đế, thì nề nếp của đạo tràng này không thể bị lung lay được. Khi mình khéo nắm bắt pháp, khéo thực hành pháp, khéo nhớ những điều con nhắc nhở chỉ dạy, và cùng nhau, cùng nhắc nhở nhau sống ở trong pháp, không được lệch lạc, không được tự ý đặt thêm đặt bớt điều gì, thì sự hoạt động của đạo tràng mình sau khi con không còn nữa vẫn được một sự an ổn, tiếp tục duy trì là chỗ tu tập cho những người về sau, những người đến sau. Con mong muốn được nhìn thấy nhiều hơn nữa những quyết tâm nỗ lực tu tập, quyết tâm nỗ lực tu tập, tự mình phải quyết định điều đó, tự mình phải quyết định điều đó. Những ý chí mạnh mẽ tu tập, hãy xác định cho mình ngay trong đời này quyết phải đạt được lậu tận. Ngay trong đời này, không phải là một đời nào khác, mà phải ngay trong đời này, ngay trong đời này phải đạt được lậu tận. Phải tốc nhất lên, phải quyết định, phải mạnh mẽ, tự mình phải tác ý điều đó. Tự mình phải xác định với mình điều đó. Không phải là con xác định cho chúng ta, mà chúng ta phải xác định cho chúng ta. Chúng ta phải xác định cho chúng ta thì chúng ta mới thành tựu được. Còn con xác định cho chúng ta không đi đến đâu hết. Vậy chúng ta có xác định cho mình không? Tự mình xác định cho mình điều đó. Tự mình xác định cho mình điều đó. Pháp có, đạo có. Đường lõi tu hành đã có. Cách thức tu hành đã có, đã rõ ràng rồi. Bây giờ chỉ là dấn thân, thực hành và thực chứng mà thôi. Chỉ còn một điều là dấn thân, thực hành và thực chứng mà thôi. Ngoài ra không có gì khác hết. Công việc của chúng ta hiện tại là dấn thân, thực hành và thực chứng. Sống như vậy, khó ai chê trách. Sống như vậy, khó kẻ dèm pha. Sống như vậy là khó đó nha. Nhưng quyết chí là ta làm được. Vững bước lên các con thương mến, lúc con cười, con khóc, con buồn, ta vẫn luôn quan sát đời con. Con hãy vững bước trong chánh pháp. Trong bài này thì ghi là cha mẹ luôn quan sát đời con. Nhưng bây giờ mình sẽ sửa lại rằng
ta vẫn luôn quan sát đời con. Con hãy vững bước trong chánh pháp, vững bước lên các con thương mến. Lúc con cười, con khóc, con buồn, ta vẫn luôn quan sát đời con. Con hãy vững bước trong chánh pháp, quyết chí lên các con thương mến. Sống thanh cao thanh thoát nha con, sống thanh cao thanh tịnh giữa đời. Sống như vậy là con hạnh phúc. Thank you.